xin mời quý vị theo chân mình đi khám phá đám ma của dân tộc Mông quý vị nhé. Bây giờ mình đang ở nhà đám ma, đã đến nơi rồi. Bên dưới này có cái lán để phục vụ mọi người đến viếng quý vị nhé. Đây là những cái cào dân tộc nói của những cái cào con gái, con gái rồi con râu quý vị nhé. Có cái cao nhất là con râu chuyển quý vị nhé. Thổi kèn viếng. Bên khu gì chứ bác đến viếng có cái đội thổi kèn đôi chứ ạ. Bữa qua uống một chén. Đội thổi kèn, điệu kèn chia buồn đấy quý ạ. Tất cả con cháu họ hàng hội nhập viên có lớn vào đây là những đồ cúng viếng của các con rể quý vị, con lợn tất cả vàng bạc. Con vật cũng khá to, tầm 8 đến 1 cân, 8 đến 1 tạ. Dây này là dây để mất được hưởng, truyền qua cái dây này quý vị. Xong rồi nhỉ. Lợn con rể giờ mới được mổ. Bên ông chủ thấy là cảm ơn bên đội kèn đã thổi cho ông được an nghỉ chín suối.
đám cưới người Mông ở quê mình quý vị. Hồi tiếp đi. Này. Thằng nhỏ nhỏ đó nhỉ, thằng nhỏ trong bố đó nhỉ. Thằng nhỏ thổi khen đó nhỉ. Đi à? Cái thằng nhỏ nhỏ đó. Nó đi đâu rồi? Nó về à? Thằng này. Này. Thôi cho ông một bài. Thôi cho ông quay đi. Đi. Bà cho. Đi. Cho thích mày, cho thích mày thổi ạ. Nhạc quá cả một chỗ này chảo say nè. Đi tao cho kiệu rồi. Không kịp. À cái tiết mục này cúng gì ấy nhỉ? Hả? Cúng cái gì ạ? Làm thủ tục á? Trường bán hay là... Không, trường bán là con cháu. Con cháu. Đây là lý của con cháu.
người đến cúng viếng rất đông quý vị ạ. Dân tộc từ vùng cao xuống xứ mình xuống phủ quý vị. Dân tộc Mông đã chuyển xuống đây, ông mất mẹ đã chuyển xuống đây năm 1979. Tàu nó xin Việt, xin chiếu Việt Nam mà xin được Việt Nam sơ tán xuống đây quý vị. Cũng khá lâu rồi, 30-40 năm. Đây nó cũng viếng cả thóc quý vị. Bố nhà một bào này. Bên là khen, một bên là trồng. Vâng, vâng, bây giờ mình sẽ xin tạm dừng tại đây nha quý vị nhé. Mình sẽ đưa quý vị mai, nếu mà có thời gian mình đến lúc đưa tang ấy, thì mình sẽ mình quay để cho quý vị xem cái lễ đưa tang của người Mông ở dưới này, Quang Bình, Hà Giang này nó như thế nào quý vị. Đây nó cũng là dân tộc vùng cao chuyển xuống, ở xứ mình chuyển xuống năm 79 quý vị nhé. Quý vị hãy ủng hộ để cho kênh của chúng tôi sẽ bên cạnh mãi mãi bên cạnh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.